Chiều nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 38 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á về các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty Việt Á, tổng hợp hình phạt chung là 29 năm tù. Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù. 6 bị cáo bị tòa kết án về tội nhận hối lộ, nhận mức án từ 7 năm tù đến 18 năm tù, trong đó Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế 18 năm tù. Hai bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đều bị phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ba bị cáo bị kết án về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương 5 năm tù, Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ đều bị phạt 4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tòa kết tội đưa hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa tuyên từ 5 năm 6 tháng tù đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.